Ai viết cái gì? Nào. Ai ai viết cái này rồi? Mẹ. Mẹ viết cái phim đấy à? Ý là con người sắt hả? Sao con biết là người sắt? Con thấy người sắt đủ cái cặp ra rồi mẹ. Thế cái mặt người sắt đấy. Cặp thu thu ta nói nhẹ. Nặng nhẹ đấy. Con đội vào đầu nhá. Thôi đừng có đội cặp vào đầu. Đi đi đi. Đây đây đi con. Cặp rồi đeo trên vai thế. Đội vào đầu ăn đi. Không có rơi hết luôn này. Ăn hết mì đi con. Không kiến nó bò ở đây. Đâu. Thì cứ ăn đi không nó ngửi cái mùi đó. Con để hẳn xuống dưới. Con ăn. Để xuống dưới cái chỗ cũ. Con ạ. Lấy đi, bỏ cái trên xuống lấy. Con rút cũng được. Con nâng lên con rút. Thế này con bỏ dần ra. Bỏ vài quyển ở trên ra cho đỡ nặng. Giống như ở nhà con lấy như thế nào thì con bỏ dần ra. Bây giờ con nâng được chưa? Xếp mấy quyển kia lên. Xếp từng quyển lên. Còn Mecatopia bia. Nhưng mà Mecatopia rồi mẹ. Là dân tộc đấy nhé, còn nó tên là thế ai mà biết. Dẫn con Mecatopia là Rui Rui mẹ. Cái này nằm bẹt thế này. Cắt ở đây. Nó nằm, nó thích nằm bẹt nên nó nằm đấy. Nó tự nằm đấy mẹ. Nó tự nằm đấy. Không đứng được kiểu này. Nó tự nằm. Mẹ ơi. Con
con chán ăn mì, con ăn xong một mì rán, chán ăn một mì rán ra kia ăn cơm, cơm thịt nhé. mì ráng đâu? Đây một mì rán đây này. Vừa mẹ con mình ăn hết đĩa rau đầy. Năm năm cơ dư ngon ngó thế à gì nhé, thằng món ăn cà gan đấy gư à. này một cách thử ra không? đâu cắt ra làm gì? Hỏng sét đúng rồi à? Của con khi nào còn biết viết chữ thì còn biết, mẹ viết đi, khi nào con tự con viết mẹ viết thì phải, tên ai người viết mẹ thì viết tên tên con cũng được. mẹ muốn để dành cho con biết. Ba sáu chọn hai con chọn câu này mẹ và bốn sáu năm là lá la trách nhiệm
Mẹ ơi, Hả?